Em Vũ xin chào cô bác nha. Hôm nay em gã cái cục máy Gim 125 siêu cọp, siêu đẹp luôn, xuất sắc tuyệt vời mặt trời. Nói chung là máy chưa hay nhất lần nào. Nói chung là vậy. Thì em sẽ còn là dên lóc giữa, bộ nồi, đó, 4 cây bầu sông, củ đề. Rồi nhiêu đó sạch đầu đó. Ốc máy này là ốc máy siêu cọp nè, anh em về gắn neo nè. Đó, ốc máy siêu cọp với 4 ốc đầu bò em bán rồi 900. Đó. Cái đồ ở đây là phải nói là siêu cọp. Còn cặp lóc này em bán triệu mấy nè, cặp lóc cho măng cá. Đó, giờ anh em gắn neo, tuyệt vời mặt trời. Đó. Cốt cần số cũng đồ đạp bán 350 rồi. Hết trơn nguyên bộ ốc này là em bán có 900 mà, ốc tán đâu chân luôn. Ốc này nó sên cam thằng lằn cọp như thế này em bán 4 xị, bán rồi à. Củ đề cọp như thế này bán 750. Đó, củ đề này xài khoảng 15 năm mới hư. Rồi. Thì hiện tại là nó chỉ còn là cái dên lóc giữa thôi. À cái lóc số. Lóc số này 600 ngàn. Đó, cái lóc số này 600 ngàn. Cái lóc số nó dính cái lóc số không, nó không dính gì trơn các bác ha. Ốc tán mình gỡ bán trơn rồi. Còn dên lóc giữa, nếu cái tay dên, cái tay dên bán em 2.4 triệu. Đó, cái lóc giữa với bơm nhất gài bán 5.4 triệu. Rồi chốt đơn, lên sổ. Rồi bữa nay đâu còn gì nữa đâu bác, hết trơn à. Còn nguyên cái cọng dây điện sườn của nó nữa, nguyên cọng dây điện sườn hay xe bên sườn có sạc của cái xe cọp này luôn, nó 1.9 triệu. Rồi còn củ đề, dên lóc giữa, 4 cây bầu sông này bán 100 ngàn. 4 cây đũa bán 100 ngàn nha, không có ốc tán gì cho nha, 4 cây đũa bán 100 ngàn. Rồi cái dên với lóc giữa, với bơm nhất gài, đó. Dên thì 2.4 triệu, lóc giữa thì giúp gỡ bao nhiêu gợi 1.4 triệu, siêu cọp cái quá ha, siêu cọp luôn á. Nói cho các bác coi máy tin ha, uống ly nó máy tin nè, đó siêu đẹp vậy đó. Thì cái phần máy này á, thì nguyên con có nha các bác ha, nguyên cục 25 triệu. Siêu cọp chưa nhất nào có sẵn. Rồi cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng phụ tùng Gim 105 thì liên hệ số điện thoại của em nha. Rồi, máy 25 triệu thì có IC bên sườn, dốc sạc, dây điện sườn, các chân ngang, cần số, dò đạp này kia nọ đầy đủ. Là 25 triệu siêu cọp giống vậy đó, là máy em bán tất cả đều là chưa thay nhất. Là chỉ vài trăm cây số hoặc vài chục cây thôi. Nói vậy đó. Hiện tại thì em có một cục là nó 20 km. Rồi xin chào bà con cô bác nha.